It's a big sun, man. Take a look. Wow. No, this is the moon at 4:30. Move your hand. Hi. Cho tao cái tấm hình này nha, gửi cho tao nha. I have a bad one. Mom has the best one, but she's in the front. Ours, cause like you have the seats, the mirror, everything. Yeah, it's okay. It's gone now. Where did? Bốn giờ rưỡi chiều, tuyết bão tuyết ở Toronto lớn thiệt là lớn. Đây là highway cho nên là nhìn nó ít, không có dày vậy thôi, người ta cào tuyết suốt để cho xe nó chạy đó. Mình nhìn cái tốc độ vậy thôi chứ thật ra chạy rất là chậm. À, nhìn mặt trời nè, mù, tối mù, không có thấy gì hết trơn, chạy như bò. Là tối nè, nửa tiếng sau đi vô tới thành phố Toronto nè. Đó. Đây là cái chỗ Harbour Center mà hồi xưa là Canada là thuộc về, cái này là cao nhất trên thế giới, bây giờ chắc hạng bét quá. Đây là đằng sau nhà là buổi sáng sớm là phải cào tuyết. Nếu mà không cào tuyết sẽ không có vô được xe, không mở được cửa xe, không lái xe đi được. Đảm bảo tuyết là dày lắm đấy, hôm nay không phải ngoài highway á, dày lớn lắm. Đây là South Memorial Park nữa không, nhìn dày của Vancouver mình đó. Nhìn thì vậy thôi, cái này trước nhà, nhà cũ của mình đó. Còn đây là sau nhà của mình nè, đó. Qua trời tuyết, tuyết lớn. Này chân khúc mình trước nè. Tuyết lớn vậy sao? Đây là ở đường trôi nè, đó, nhìn trên nóc nè, tuyết hôm nay nè.